À, đi Văn Nga nè. À. Hai chị em đi Văn Nga này. Ra về nhiều quá thì phải mở cổng xong nó ăn thôi. Thế à, bây giờ Ngân Hà đi mở cổng đi để cho gà ăn nào. Vâng ạ. Các bạn ơi, gà đàn gà Ngân Hà là về rất đông rồi đấy. Bây giờ bạn Ngân Hà sẽ đi mở cổng nhà để gọi những chú ngan với chú gà về đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Ngân Hà ơi, bây giờ con đuổi những chú ngan trắng về đi để cho nó ăn. Nào, đi sang ngoài kia đuổi nào. Đây này, đàn ngan trắng nhà Ngân Hà đang ra đây này. Bạn Ngân Hà đang đuổi nó về để cho nó ăn đấy. Về đi chú này. Con đuổi đàn kia về trước đã, tí nó khác chạy về theo đàn thôi. Dạ. Ừ, kìa con ngan trắng kia con đuổi về đi. Rồi con ơi, về đằng kia đi. Gà nó về đằng kia nhiều rồi, ba con mình về đằng kia thôi. Kìa, cái em Quỳnh Chi cho nó ăn nhá. Hai chị em đi chăn gà đấy. Con đi chăn gà. Con gọi cúc cúc đi. À đấy, thấy chưa? Ngân Hà hướng dẫn em chăn gà đi. Đấy. Đấy là Quỳnh Chi cho gà ăn thóc đúng không? Còn Ngân Hà cho gà ăn cám đấy. Thấy chưa? Hai chị em đang đi chăn gà đấy. Đàn gà nhà Ngân Hà về rất đông rồi kìa. Các chủ ngoài kia về đấy con ạ. Rất là nhiều luôn. Ngân Hà quái ra đi, vừa gọi vừa quái nào. Quỳnh Chi. Đấy, đang quay thóc. Chi. Quay cúc cúc đi. Các bạn phải xem, đàn ngan trắng nhà Ngân Hà rất to rồi đấy. Cả em Quỳnh Chi cũng đi chăn gà cái kìa nha. Đấy, chị Ngân Hà đang hướng dẫn em chăn những chú ngan đấy nhỉ. Chú ngan màu trắng rất là đẹp. À, à. Quỳnh Chi đang gọi ngan đấy. Tặc 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 tặc. Cứu cứu chứ. Cứu cứu cứu. Nhưng mà đặt cái ông tám ở đâu? Đây này, các chú ngan đó đang ăn đây này, đàn ngan này. Đàn gà nó về đấy con ạ, nhiều lắm. Quỳnh Chi ra làm gì đấy? Đi bắt ngan à? Con đi bắt ngan à? À, đi bắt ngan à? À. Hai chị em đi bắt ngan này. À, Tân ơi, cho em Quỳnh Chi sờ vào ngan nào. Ơi, bay mất rồi. Để bắt được chú nữa kìa. Đây này, đàn gà ăn xong thì ra đây uống nước đây này. Rất là đông. Đấy, cả một chú ngan nữa. Bà Ngân ơi, cho em sờ đầu ngan đi nào. Ơi kìa, hai chị em bắt được một chú ngan kìa. Rất là siêu luôn. À, ơi, đi bắt ngan. Ngan ở đây rồi nè. Wow, nhìn này, rất là đẹp đúng không? Đấy, đấy. Ôi, bóp đầu ngan à con? Ngan là phiền rất đấy nhỉ. À đấy, hai chị em nên đang vừa cho ngan vừa bắt vừa nghịch ngan đấy. Quỳnh Chi cũng đi đuổi ngan kìa. À, bắt ngan xong là đi rửa tay à? Cho ngan uống nước. Đây, hai chị em rất là liều lĩnh. Để qua nhá. À, để ba xem nào. Đấy bây giờ em Quỳnh Chi cầm đầu Nga này. Và chị thì thích dùng thần đuôi Nga. Wow. Ngân ơi. Dạ. Con đã cho Nga mấy gà xong chưa nhỉ? Rồi ạ. Hôm nay hai chị em chân Nga trên gà vui không? Đó. Con chào tạm biệt các bạn đi con. Chào tạm biệt các bạn. Kênh Ngân Hà TV nhá. Hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo nhá. Bye bye.